Xin chào các bạn và trong video này chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tạo ra một cái website mini để giúp phục vụ công việc của chúng ta giúp cho chúng ta có thể tập trung tất cả mọi thông tin vào trong website này để tiện cho việc mà chúng ta làm việc nhé thì đầu tiên sau khi các bạn đăng nhập vào tài khoản của chúng ta xong các bạn sẽ nhấn vào phía cái hình cái có chữ avatar này nhấn vào my profile đây là cái nơi mà chúng ta quản lý những website của chúng ta được chưa bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào New profile để tạo một cái website mới. Còn nếu mà chúng ta có bao nhiêu website thì nó sẽ hiện ra ở trên này nhé các bạn nhé. Mình sẽ nhấn new profile, tức là mình tạo ra một cái website mới cách đơn giản nhất. Và sau đó màn hình giao diện nó đã hiện ra như vậy. Chúng ta sẽ có ba bước chính. Thứ nhất là lựa chọn giao diện. Thứ hai bắt đầu chỉnh sửa nội dung theo ý muốn của chúng ta. Thứ ba là chúng ta sẽ xuất bản cái website này. Thế thì ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến phần link bio nhé các bạn nhé còn các bạn sau này các bạn tìm hiểu thêm thì có thể là gì ở trong phần live web này my template này live web là những cái bản web mà nó nó bắt đầu hoàn thiện hơn đẹp hơn rất là nhiều tuy nhiên những cái bản này bạn phải trả phí đấy rồi là template là những cái giao diện bạn tự tạo thì chúng ta không quan tâm nữa chúng ta chọn link bio cho mình để bắt đầu tạo ngay một website thì ở đây có một số những cái dạng mà để chúng ta có thể tham khảo thì các bạn đã được tham khảo từ buổi trước rồi bây giờ mình sẽ chọn vào abstract nhé thì mình lấy một cái website như này bởi vì bản thân mình rất thích cái gì nó đơn giản đó các bạn nhìn chợ rất là đẹp giao diện rất nhiều thứ đẹp mình sẽ lấy một cái ở đây nhé chẳng hạn là mình chọn cái giao diện này hãy kích đúc vào nó nếu mình đã chọn rồi bây giờ chúng ta thấy nó đẹp đẹp rồi bắt đầu chúng ta sẽ nhấn vào chu là chọn lựa nhé còn nếu bạn không thích bạn bạn có thể discard để hủy nó đi này để mình chọn lại này nhấn vào đây cho mình thấy hợp lý và mình chọn luôn mình chọn luôn thì bắt đầu đến bước thứ hai rồi nó đã thông báo cho các bạn cách dùng này đầu tiên là lựa chọn để điều chỉnh cái gì ạ avatar này tiếp theo là các bạn điều chỉnh cái các cái vị trí ở đây là để kéo thả đấy các bạn nhé bạn có thể cầm để kéo thả lát nữa mình sẽ nói ở đây add block còn tạo các cái khối thêm vào mình sẽ tiến hành uh, bắt đầu nhấn vào đây luôn bây giờ làm cái giao diện ban đầu là giao diện mặc định nó gồm có những cái thành phần như này các bạn nhìn qua thì thấy những cái thành phần bao gồm có một cái avatar có một cái gì ạ? thương hiệu của website. Và ở phía dưới này á, các bạn nhìn thấy là đây là một cái phần mô tả cho cái thương hiệu nó. Rồi, tiếp theo bạn nhìn thấy ở đây là có những cái nút bấm đúng không ạ? Cái mục đích của chúng ta là đưa những cái thông tin này vào những cái nút bấm này để đưa cái website này cho khách hàng, sau đó họ bấm vào họ theo dõi tìm hiểu những cái thông tin mà mình muốn đưa cho cho họ biết. Thì đây là những cái nút bấm này. Tiếp theo ở dưới này là cái gì ạ? Là cái dòng phân cách này và đây cũng là một cái nút thôi tất cả chúng ta hiểu được như thế được chưa và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành xem một số những cái thao tác nhé đầu tiên là chúng ta có thể kéo thả để các bạn nhìn này chúng ta có thể kéo cầm cầm nhé bên này có hình cái tay bạn cầm này bạn kéo lên đấy các bạn nhìn thấy chưa kéo cái này lên đây là động tác kéo thả chúng ta phải làm quen với nó đó sau khi kéo thả xong rồi chúng ta hiểu được nguyên lý của kéo thả rồi thì chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen những cái động tác khác ví dụ như là bây giờ mình sẽ chỉnh sửa nhé chỉnh sửa tất cả mọi thứ trên này hãy kích đúc vào avatar để chúng ta chỉnh sửa avatar chúng ta nhấn vào đây là content này có 3 phần setting selection này thì những cái này mình không quan tâm nữa đừng quan tâm bởi vì các bạn mới bạn sẽ không hình dung được đâu nhấn vào upload luôn để chúng ta đưa ra được một cái mình sẽ lấy tạm thời là một cái này nhé kích đúc vào đây là chúng ta đã upload được avatar rồi để các bạn nhìn thấy chưa đây là kích cỡ nhỏ nhất 65 x 65 To hơn này To hơn nữa này To hơn nữa Đó Thế thì mình sẽ chọn là cái To hơn cả Ở dưới này có nút action này thì Có thể là các bạn có thể xóa cái này đi được này Hoặc là các bạn nhân bản này Lát nữa chúng ta sẽ nói sau Tạm thời chúng ta đã upload ảnh và nhấn save vào trên này Thì chúng ta đã thấy là cái giao diện của chúng ta đã được thay đổi rồi Các bạn nhìn thấy chưa Bây giờ muốn chỉnh sửa cái gì Thì chúng ta chỉ việc kích đúp vào thôi người ta kích đúc vào your brand name nhé chẳng hạn mình kích vào đây mình sẽ điền là gì ạ chẳng hạn là tên của mình đi Trần Vương Anh đúng không rồi chúng ta nhấn vào ở đây chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều thứ này tiêu đề này Medium này to hơn này tiếp này, tiếp theo nó to hơn nữa này được chưa nhưng mà mình sẽ để nguyên mặc định thôi ở đây nó có thể là dạng text cũng cũng có thể là dạng gì ạ dạng tiêu đề đây là chúng ta đang dùng tiêu đề còn chúng ta có thể dùng text nhỏ hơn này text này mon này đấy các bạn thấy không medium này rồi là lát này rồi chúng ta quay trở lại dùng text nhá rồi ở đây chúng ta có thể là cái chỗ aa này nhìn này ấn vào này các bạn nhìn này các loại phông chữ đó các bạn thấy không các phông chữ rồi tiếp theo ở đây là căn lề trái này giữa này phải này dàn đều trang này mình để giữa mặc định ở đây chúng ta có thể là nghiêng này nó giống vuốt chứ các bạn đấy đậm không đậm đậm này nghiêng này gạch ngang này u này gạch chân này ở đây có một cái phần nữa rất hay nhé các bạn nhé nhìn này đây là sẽ là đổi màu cho nó này nhấn vào cái chỗ đoạn này này nhỉ rồi chúng ta đổi màu này đổi sang màu đỏ nó ra đỏ được chưa rồi ở đây có đoạn thêm nữa là nếu các bạn nếu bạn thích biểu tượng ấy, thì nó nằm ở đây. Đó các biểu tượng. Các bạn đánh dấu chưa? Đồng hồ thời gian này, cái lá này. Tiếp theo này, phân mục ra các bạn khám phá nhé. Cái vấn đề là chúng ta khi làm cái thứ này là khám phá mới là cái vấn đề của chúng ta. Rồi sau đó nhấn xếp trên là chúng ta đã có thể diện thay đổi được. Đây là mình đang nói các bạn cách cách để thay đổi thôi tương tự kích đúp vào đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh nội dung đây tôi là chuyên gia marketing với 20 năm 20 năm trong nghề sẽ giúp bạn kiếm ra rất nhiều tiền Đấy, ví dụ mình đã điều chỉnh thế nhé. Các bạn có thể điều chỉnh tất cả những cái thứ, thứ đó rồi. Trong cái phần setting này, thì cái này những cái người nào muốn nghiên cứu chuyên sâu họ mới quan tâm. Cái padding này, những cái thứ này ấy, là để điều chỉnh, điều chỉnh cái phần phần bao của của cái đối tượng. Nhưng mà thôi, chúng ta tốt nhất là không quan tâm vội. Bởi vì nếu bạn quan tâm lúc này, thì nó sẽ rất đau đầu, được chưa Thôi, mình lại làm lại nhé. Rồi, ví dụ thế đã. Chúng ta sẽ nhấn xếp. Như vậy các bạn đã biết cách là điều chỉnh ạ? Avatar rồi đúng không ạ? Biết cách điều chỉnh vậy? Chữ rồi đúng không Tiêu đề này. Rồi là các cái nội dung cơ bản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học thêm một cái nữa nhá. Đó là nhân bản. Nếu như chúng ta thấy cái này hay, chúng ta muốn gấp đôi lên để chúng ta làm một cái việc gì đó. Ví dụ mình sẽ gấp đôi lên này. Gấp đôi cái này. Ở đây nó có một cái phần gọi là action này. Các bạn nhìn này. Action là nơi để thao tác những cái gì? thứ nhất là nhân bản này, hai là xóa đi này, Đấy, chúng ta quan tâm hai cái thứ này, bây giờ chúng ta sẽ nhân bản này, Nhấn duplicate này, lại thêm một cái nữa, đây các bạn nhìn thấy chưa? và cái này có thể kéo thả, rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục chỉnh sửa nhé, Để ví dụ này, uh, tôi đang làm rất nhiều công việc kiếm tiền online ạ. À bạn nào muốn kiếm tiền hãy liên hệ với mình nhé đấy đến như vậy nhá xong như vậy chúng ta đã tạo ra được hai khối các bạn thấy chưa và trong quá trình làm chúng ta tách các khối này thì sau này chúng ta sử dụng để điều chỉnh lên xuống rất dễ này các bạn nhìn này, tự bấm tay kéo lên thả à, xuống thả à, vào giữa à, đấy Ok chưa Đây là cái cách để chúng ta nhân bản những cái chữ này ra. Tiếp theo là gì về cái nút bấm này. Bây giờ mình sẽ xóa bớt hai cái thằng này bị để lại một nút thôi nhá. Về mình click đúp vào cái My Block để xóa này. Chúng ta nhấn vào Action, Delete. Nhấn vào Delete. Tiếp Đây là chúng ta đang học cái thao tác ấy, xóa đấy, thao tác xóa nút này. Đấy các bạn thấy chưa? Xóa đối tượng xóa nút cái này nhá. Xóa hết rồi delete bây giờ cho, cho nó đơn giản đi bây giờ chẳng hạn như là bạn muốn tạo cho mình một cái gì ạ? link link đăng ký tài khoản đúng không các bạn sẽ vào kích đúc vào đây chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa nhé bắt đầu thông tin này chỉ quan tâm tab này vội chưa quan tâm tab khác này đây là gì ạ link đăng ký tài khoản đấy các bạn có link đăng ký tài khoản vẫn đưa vào đây Đấy, sau đó phía dưới bạn chú thích là gì hãy nhấn vào vào đây để đăng ký tài khoản được chưa rồi phía dưới này là những cái hành động ví dụ như là bạn để mặc định nó là website bạn sẽ điền cái link của bạn vào đây sau đó là bạn gì xếp trên là xong ok chưa còn ở đây nó còn có nhiều tính năng đó. ví dụ như tính năng gọi điện thoại thì nếu bạn chuyển qua cái tính năng này thì bắt đầu chỉ điền số điện thoại đây là xong được chưa bạn hình dung chưa đấy bỏ số không đi số điện thoại của bạn bỏ số không là được tiếp theo này gửi tin nhắn này cũng thế này điền số điện thoại vào đây là cái mẫu tin nhắn gửi là gì bạn muốn điền vào chẳng hạn nhé là hãy liên lạc ngay với tôi đấy ví dụ thế đây là send sms rồi send email này các bạn điền email của bạn vào đây là nội dung là gì thì họ sẽ ấn vào nó sẽ ra nội dung như thế luôn rồi lưu contact này các bạn nhìn đây để contact của mình thôi những cái này mình ít dùng thôi mình sẽ dùng cái website này chính này bây giờ mình sẽ điền cái đường link của mình giới thiệu của mình vào đây nhé bây giờ thì mình không có link giới thiệu thì các bạn chỉ có copy link giới thiệu nhé mình thay vì mình mình copy link giới thiệu mình để cái là dấu thăng là một cái liên kết rộng các bạn hiểu thế đã các bạn hiểu là sau các bạn cứ điền liên kết vào đây cho mình rồi như vậy là chúng ta đã có một cái link đăng ký tài khoản rồi được chưa các bạn tiếp tục làm tiếp tiếp nhé ví dụ như là muốn xem vào cái kênh zalo của mình nhé một cái một cái link đến youtube chẳng hạn mình sẽ làm như này bây giờ mình sẽ copy một cái nút này để tạo ra một nút khác và chỉnh sửa nhé thích đúp vào đây rồi chúng ta lại nhấn vào action này Duplicate à, đây đem cái link nữa ra rồi bây giờ chẳng hạn như này mình sẽ điền đây là gì nhóm à, tham gia nhóm zalo đấy nhóm zalo xong mình sẽ làm youtube nhấn vào đây để gì ạ tham gia ngay cộng đồng tham gia cộng đồng của tôi Nếu ví dụ thế ở đây nó sẽ có cái phần website thì mình làm gì? mình chỉ cần điền cái đường link của Zalo mình thôi. Bây giờ mình sẽ vào Zalo nhé. Ví dụ đây, mình vào Zalo, mình sẽ lấy cái nguyên group. Đây, trong này bao giờ nó có link Zalo của chúng ta, chúng ta sẽ nhấn vào đây để lấy nhé. Liên kết nhóm này, các bạn nhìn này, copy này, copy điện liên kết nhóm này sau đó rất đơn giản bạn điền vào đây thôi rồi nhấn xếp vào đấy các bạn đã biết cách để để tạo ra một cái nhóm zalo rồi bây giờ bạn sẽ đưa cái nhóm zalo đây để mọi người vào đây xem là người ta vào trong nhóm của mình tiếp theo là mình sẽ lấy một cái youtube nhá đưa vào một, một liên kết youtube kích đô vào này chúng ta sẽ lại hành động là nhân bản lên rồi bây giờ mình sẽ vào youtube <laughs> chẳng hạn như là sau này mình sẽ có một cái một cái video của mình ở trên YouTube bây giờ mình muốn đưa nó vào trong này thì làm thế nào rất đơn giản bạn sẽ nhấn vào luôn ở đây và một đoạn YouTube này Khi ở trên cái kênh chào này quý vị hả, và các bạn. chúng ta sẽ có đường link chúng ta copy đường link của YouTube vào copy nhá quay trở lại vào trong cái phần của chúng ta đây quay trở lại tiếp tục là gì mình sẽ kích vào đây bắt đầu xem thông tin dự án rồi sau đó là gì hãy nhấn vào đây để xem chi tiết nhỉ? dự án rồi ok nhá rồi chúng ta đoạn này chúng ta đưa cái link của chúng ta vào đây thôi và nhấn save change ok chưa là chúng ta có thể làm được rồi giờ bạn đã hiểu được cách làm rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái nữa nhé kích đúp vào sau đó là gì chúng ta nhấn vào action chọn duplicate rồi bây giờ mình làm một cái link khác nữa bây giờ là gì thông tin về tôi chẳng hạn zalo của tôi nhỉ? về tôi nhé bây giờ mình sẽ nói thêm cho các bạn là ở phần bên cạnh này này link text này nó có cái phần có cái biểu tượng ấy. chúng ta có thể chọn biểu tượng hoặc là chọn hình ảnh vào đây được đó đây là rất nhiều biểu tượng nhé các bạn nhé các bạn có thể lấy biểu tượng ở đây thì cái biểu tượng này nó hiển thị ở đâu bây giờ mình chọn một cái thôi mũi tên này đi nhấn Apply thông tin về tôi À, như thế bây giờ mình có thể điền như vậy cái zalo của mình vào hoặc hoặc là gì chúng ta điền zalo chúng ta vào nhé đường đường link zalo của chúng ta ấy. được chưa ví dụ như là mình đường link của mình thì mình sẽ lấy cái đường link của mình nhé tap link này. Tab link chấm cc sược gái là gì tim power hạn nhé mình sẽ lấy cái đường link của mình cho các bạn xem làm đấy, website làm đơn giản vậy thôi mà. Zalo này, đây này, mình copy này. Sao chép địa chỉ liên kết quay trở lại đây. Thông tin về tôi, thông tin Zalo, kết nối Zalo này, kết nối Zalo với mình. Được chưa? Rồi ấn vào đây để kết nối. Ok, bây giờ vẫn là web nhé, chúng ta nhìn này. Ở trên cái Zalo ấy thì nó sẽ có những cái thông tin của chúng ta về Zalo. Chúng ta phải copy thông tin này. Sau đó chúng ta nhấn vào xếp trên, được chưa? Như vậy là chúng ta đã biết cách làm rồi. Bây giờ chúng ta muốn bố trí nó tách bạch cho nó đẹp các khối này, chúng ta sẽ kéo chẳng là cầm tay kéo này lên, được chưa? Thì nó sẽ được như này. Rồi chúng ta sẽ kích tạo hai cái nhân bản nó lên nhé để cho nó ra về mới này chúng ta sẽ nhấn duplicate bây giờ những cái thao tác này bắt đầu nhanh dần rồi chúng ta đã quen rồi kéo xuống này được chưa thế là các bạn đã hiểu được vấn đề rồi đúng không bây giờ mình sẽ chỉnh sửa này xem có nhiều kiểu lắm các bạn kích đúp vào đây bạn thể chọn mũi tên như này hoặc là chỉ là một vết ngang hoặc là chỉ là một cái phân cách thôi được chưa chúng ta sẽ từng khám phá tự khám phá rồi bây giờ mình sẽ cho cái này là to lên to hẳn lên thì cho bạn nhìn thấy cho nó hoành tráng này đó các bạn khoảng cách nó bắt đầu to hẳn lên chưa các bạn nhìn thấy chưa? cách chưa, đó là cái mà cách để chúng ta làm rồi chúng ta xếp lại để cho về vị trí ban đầu được chưa rồi và tương tự các bạn cứ làm các cái khối các bạn bố trí này này đấy kéo xuống này rồi các bạn muốn chỗ này nó kéo xuống dưới thì chúng ta cầm tay kéo xuống rồi rất dễ phải không rồi như vậy là về cơ bản là mình đã hướng dẫn các bạn làm được web rồi đấy và bây giờ ấy, cái công việc của bạn là chỉ là thực hành thôi các bạn sẽ sửa avatar này sửa tiêu đề sửa cái nội dung này sửa cái các nút để thành các nút bấm rồi chúng ta còn một cái nữa là phần áp block ở dưới này thực ra là app block nó tạo sẵn rồi những cái đối tượng để mình đưa vào chúng ta nhìn này ở đây chúng ta có chỉ được sử dụng các cái chữ này link này chia này các cái device là lúc này cái phần phân chia đấy rồi là avatar này rồi thêm cái phần media and tech này rồi là các cái câu hỏi còn những cái liên quan đến pro này để nhúng được video ngay ở trong cái web này thì chúng ta không làm được cái này phải trả tiền mà thôi chúng ta dùng miễn phí thì chúng ta không được gì phải bỏ tiền làm gì cả đúng không chúng ta thử nhé thêm cái là media and tech này. nhấn vào này nó sẽ khởi tạo và nó sẽ cho chúng ta rất nhiều câu hỏi để ví dụ như là đây là phần thì đây ở phần dưới này là phần chú thích của nó chúng ta cứ làm thử rồi ở đây chúng ta có thể thêm hình ảnh thêm hoặc là thêm biểu tượng đây là hình ảnh này các bạn sẽ upload cái ảnh lên đây để các bạn thêm hình ảnh mình sẽ thêm cái hình ảnh này nhưng mà cái này là tính năng này tính năng pro phải trả phí rồi chúng ta không cần trả phí chúng ta không cần dùng như thế đâu Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái biểu tượng đó vào nhé. rồi nhấn F Rồi, việc thêm những cái icon nhỏ là những cái phần nhỏ nhỏ. Đấy, lại thêm này. Đây, bây giờ mình sẽ copy đấy. Đây là Media 2 nhé. Các bạn cứ xem các bạn cách làm thôi. 3 này. Rồi. Chúng ta phải có thời gian để chúng ta nghiên cứu. Nhấn xếp trên. Đấy, các bạn thấy không đây, nó ra những cái phần nhỏ nhỏ chú thích này rồi tiếp theo là phần áp nữa là cái phần question and answer này hỏi và trả lời này đây là nó đưa ra một cái câu hỏi câu hỏi một trả lời trả lời một được chưa thêm biểu tượng nữa này tiếp theo này câu hỏi hai này, trả lời hai, rồi thì nó xếp trên chúng ta sẽ nhìn thấy thay đổi của website này. Đấy. Câu hỏi một, câu hỏi hai đấy. Lát nữa chúng ta sẽ đẩy web lên luôn nhé. Bây giờ cái này mình nhìn thì không thích, mình có thể kích đúp vào để xóa đi này. Ok ạ, chúng ta sẽ nhấn vào delete để chúng ta xóa. Ok, rồi bây giờ giả sử các bạn làm xong rồi nhé bây giờ cái công việc của chúng ta là gì bắt đầu là gì ạ public nó có nghĩa là gì chúng ta sẽ chạy nó bây giờ chúng ta sẽ để nguyên nhé mặc định nhé các bạn không làm gì cả những cái này ý, về sau là chúng ta sẽ làm cái việc khác nhưng bây giờ chúng ta để nguyên mặc định cho mình bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần điền cái tên của chúng ta vào để chúng ta chạy ví dụ như là ở đây mình sẽ điền là một ngày mới ạ à. đấy sau này các bạn chỉ việc copy cái đường link một ngày mới đưa cho mọi người là xong nhé nhấn vào connect này để bắt đầu public này rồi như vậy là đã báo là ok rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web một ngày mới này để chúng ta xem là cái thành quả chúng ta làm vừa rồi là như nào ok như vậy là chúng ta đã có một website rất đẹp và rất nhanh đúng không các bạn đây câu hỏi câu trả lời này đây, kết nối zalo mình này ấn nút này nó nhảy thẳng vào Zalo này đấy thấy chưa hay không các bạn rồi tiếp theo link đăng ký tài khoản này nhấn vào đây nó 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 bắt đầu đi ra đấy đó các bạn nhớ này đây ví dụ đây phần YouTube này nhấn vào này là nó nhảy ra đấy các bạn thấy hay không nhưng mà các bạn đã thấy một cái nhược điểm lúc này chưa đó là nhấn vào là nó đi thẳng đến luôn và nó không bật ra một cái link khác bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để nó ấn vào đây nó không nhảy ra chui thẳng vào mà nó bật ra một cái link khác để mọi người dễ dàng tìm kiếm nhá dễ dàng xem nội dung rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái nút những cái nút bấm như này những nút bấm như này chúng ta sẽ nhấn vào đây sau đó ở phần setting các bạn nhấn vào setting ấn vào cho mình open in new window được chưa sau đó nhấn xếp trên ừ sau đó nhấn vào xếp trên rồi bây giờ chúng ta lại refresh lại website đi và các bạn sẽ thấy sự khác biệt đấy nào chúng ta nhấn vào xem thông tin dự án nó sẽ bật ra một cái khác này đó mà vẫn nằm nguyên ở trang này đây hay chưa các bạn đây chính là những cái mà các bạn cần phải lưu ý nhá trong quá trình làm rồi có lẽ là cái video này mình sẽ giới thiệu mình dừng ở đây thôi bởi vì nó cũng dài rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo bye bye